tin giáo xứ Phú Lợi, các em thiếu nhi giáo xứ Phú Lợi vui trung thu bên Chúa. Vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2018, cha Vinh Sơn Kiều Duy Tân, chánh xứ giáo xứ Phú Lợi, dân thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi. Tuy bên ngoài trời đang mưa nhưng các em tham dự thánh lễ xuất sắc trong tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng mặt trời soi chiếu ban ngày, vầng trăng soi sáng ban đêm cho con người, Chúa là ánh sáng muôn đời cho dân Ngài. Tình thương của Chúa luôn ban đầy tràn trên con người. Cụ thể đêm nay, các em thiếu nhi được quan tâm từ cha sở, gia đình, các anh chị và bạn bè trong sự nối kết liên lỉ cầu nguyện cho tương lai tươi sáng. Cha Vinh Sơn khuyên các em cố gắng nhiều hơn, sống thánh thiện, biết từ bỏ tính xấu, biết hy sinh trong việc nhỏ với một quyết tâm mới đi vào tương lai thật ấm áp thánh lễ chiều nay trong tiếng hát ngây thơ trong sáng của các em thiếu nhi giúp cho buổi lễ thêm sốt sắng các em cùng dâng lên chúa những ước mơ tâm tư và cùng cầu nguyện trong sự biết ơn cha sở gia đình thầy cô đã dìu đưa các em từng ngày trong vòng tay yêu thương sau thánh lễ các em vui chơi trung thu qua các điệu múa câu chuyện dân gian hỏi đáp có thưởng và phát quà trung thu